Và thưa quý vị, như đã bật mí từ trước thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được đến để gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ một nam diễn viên vô cùng điển trai mà hay còn được các chị em gọi với cái tên là nam thần showbiz Việt. Xin chào diễn viên Lãnh Thanh. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hộp Đựng Chuyện của báo Thanh Niên. Mình là Lãnh Thanh. Thật ra thì có thể nói năm 2019 là một năm em nghĩ là có rất nhiều bước tiến với anh khi mà anh được tham gia cả hai dự án phim điện ảnh vô cùng là đình đám. Thế nhưng mà sau năm 2019 ấy thì khán giả có thể thấy gọi là một sự ít tần suất, ít xuất hiện hơn của anh trên kể cả các dự án phim điện ảnh này hay các dự án màn ảnh nhỏ. Vậy thì và mọi người thường gọi đây là một giai đoạn hơi chững lại trong sự nghiệp của anh một chút. Vậy thì không biết là anh nghĩ sao về quãng thời gian này ạ? Mình nghĩ rằng giống như là đánh trận ạ, mình cần phải có chiến lược, cũng kiểu bài binh bố trận làm sao cho phù hợp với con đường mình sẽ đi, cái mục tiêu mình sẽ đạt được. Thì dưới góc nhìn của mọi người có thể là anh chững, nhưng mà dưới góc nhìn của anh thì anh đang chuẩn bị cho những dự án tiếp theo của mình trong tương lai. Mọi người cũng có thể dễ dàng thấy được rằng các dự án phim của anh thường rơi vào tình trạng là sẽ cùng công chiếu cùng một năm. Ở ngoài Bắc mình thì ít đi xem phim chiếu rạp nên số lượng người ở ngoài Bắc biết khá là ít. Nhưng anh cũng để lại được một số lượng fan nhất định. Và đến giờ các bạn vẫn còn đồng hành cùng với anh. Việc mà anh vắng bóng một khoảng thời gian, thứ nhất là khoảng vào đầu năm 2020, khi đấy anh vừa mới mổ chân xong. Nên anh đã nghỉ ít nhất là 3 tháng đầu năm, không đi quay cũng không làm gì khác, chỉ ở nhà dưỡng thương. Rồi sau đợt đó, khi mà anh vừa mới làm việc, vừa mới được đi quay quảng cáo xong, thì đùng một cái, một tuần sau ấy, mọi người báo bùng dịch ở trong miền Nam. Và thành phố Hồ Chí Minh đã phải ngưng hoạt động, rất là nhiều hoạt động trong suốt nửa năm liền. Và thật ra thì xuyên suốt trong quá trình dịch thì em nghĩ là bất cứ một ngành nghề nào cũng gặp rất nhiều biến động do chúng ta phải giãn cách tại nhà này. Và trong những thời điểm như thế thì gia đình luôn là một trong những cái hậu phương về mặt tinh thần rất là vững chắc. Vậy thì không biết là xuyên suốt trong quá trình khi anh đang dưỡng thương này cho tới khi bùng dịch không thể công tác ở đâu thì gia đình có hỗ trợ anh về cả mặt tinh thần hay là về mặt kinh tế không ạ? Bất cứ ai đi xa thì cũng luôn luôn hướng về gia đình. Đó là một cái nơi mà mình không thể nào quên được, cũng như không thể nào bỏ qua được trên cái chuỗi hành trình của mình đi đến thành công. Về mặt tài chính thì anh nghĩ rằng vào thời điểm đó thì anh cũng đã tích lũy cho mình được một khoản để có thể chống chọi lại với những thiên tai, bão lũ hay bất cứ sự cố gì xảy ra. Nhưng mà cũng không được lâu, bởi trong miền Nam lại kéo dài quá. Lúc đấy thì chủ yếu là gọi điện về để hỏi thăm gia đình là chính. Còn mình cũng mong mọi người ở nhà chứ mọi người di chuyển đi lại cũng khá là nguy hiểm. Không biết có bao giờ gia đình anh ở dưới Thái Bình có bao giờ lên xem rạp để xem phim con mình đóng không ạ? Thật ra là có. Cả hai bộ phim của anh là bộ phim Thương Mẹ Con Đi và Chi Chi Em. Trong năm đó anh đều mời ba mẹ mình vào để ra mắt. Đều mời cả ba mẹ vào để ra mắt. Còn đa phần là mọi người ở quê và mọi người ở ngoài Bắc mình, mọi người sẽ xem phim truyền hình nhiều hơn. Mọi người ít có văn hóa đi xem phim rạp. Chủ yếu là giới trẻ. Các bạn nên đi xem phim rạp nhiều. Thứ nhất là để cho mình được tiếp thu với những sản phẩm về giải trí nó bùng nổ hơn. Thứ hai là để cho mình có thêm nhiều kiến thức về đời sống xã hội. Và biết đâu điều thứ ba đó là bạn sẽ trở thành một người làm phim hoặc làm một công việc đó liên quan tới ngành làm phim. Thì việc làm phim anh nghĩ rằng nó là một trong những cái kim chỉ nam. Không phải chỉ bây giờ mọi người thấy rằng có những bộ phim bùng nổ ở trên truyền hình hoặc ở trên rạp, nhưng từ xưa đến nay không chỉ ở riêng Việt Nam mà những nước phát triển khác, phim ảnh vẫn luôn là một công cụ truyền thông văn hóa giải trí hàng đầu trong thời điểm nhiều năm về trước. Từ phim câm cho đến khi mà có phim màu và âm thanh thì cái văn hóa đấy nó càng ngày càng phát triển. Thực ra trong những năm gần đây thì em thấy được rằng là mảng phim điện ảnh ở Việt Nam thì đã có cái sự phát triển rất là vượt bậc, và đặc biệt là khi nói đến tầm cỡ quốc tế thì chúng ta cũng đã có một vài cái tên tiêu biểu.
khi nhận được những giải thưởng vô cùng danh giá ở các liên hoan phim. Và khi nhắc tới màn phim truyền hình thì nó vẫn chỉ còn phổ biến đối với người dân tại Việt Nam và những người gọi như nó là người lớn. Họ xem truyền hình để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Vì thì không biết là khi còn đang là một diễn viên đóng rất nhiều phim điện ảnh mà giờ đây lại thử sức ở vai trò là một diễn viên đóng phim truyền hình thì anh có phải thay đổi gì để có thể phù hợp với cách diễn hay là lối diễn không ạ? Anh nghĩ là có. Anh cho rằng là dù thế nào chăng nữa thì cách làm phim ở miền Bắc cũng sẽ khác với cách làm phim trong miền Nam. Mọi người cũng như là các đạo diễn và các nhà sản xuất phim, mọi người sẽ có những công thức, có những công thức riêng về câu chuyện nhân vật, về đời sống của câu chuyện cũng như là cách diễn xuất ở trong đó. Ngay đến giọng thoại mình đã khác nhau nhiều rồi, cách mà mình nói một câu thoại cũng đã khác nhau rồi. Nên rằng cái việc mình thay đổi để phù hợp hơn với ekip làm phim ngoài Bắc này cũng là một điều khá là quan trọng. Mình cần phải lắng nghe mọi người nói chuyện nhiều hơn để mình biết mọi người đang nói về những vấn đề gì, mọi người nói chuyện với nhau ra sao, cách ứng xử của mọi người với nhau như thế nào, cách mọi người đùa giỡn nhau và khi mà mọi người nghiêm túc sẽ ra sao. Mình đều phải học hỏi hết, gần như là mình phải học lại từ đầu. Kiểu như là những năm trong kia mình đã học được, gần như là tốt nghiệp được môi trường trong đó, thì bây giờ mình sẽ phải sang môi trường mới để mình học và mình phải tìm cách tốt nghiệp ở môi trường này thì mình mới có thể hoàn thiện được bản thân mình. Thật ra thì anh có thể thấy cái hướng đi của anh trong sự nghiệp nó hơi khác mọi người một chút. Đó chính là em thấy với phần lớn diễn viên này hay là những người làm nghệ thuật thì họ thường sẽ bắt đầu ở thị trường miền Bắc trước, sau đó mới nam tiến để có thể đẩy rộng hơn được cái sự nghiệp của mình. Còn với anh thì em thấy anh đã có tạo ra được cho mình một số thành công nhất định với thị trường miền Nam và giờ đây anh lại quay ngược trở lại ra Bắc. Thì anh có nghĩ hướng đi của mình là một hướng đi hơi khác với mọi người không ạ? Mọi người hay nói rằng người thành công thì luôn có lối đi riêng ấy. Anh thấy đây là một câu khá là tối nghĩa nhưng nó lại rất đúng. Nó lại cực kỳ đúng. Có thể đúng với anh hoặc đúng với rất là nhiều những người khác ngoài kia. Anh chỉ đi vào miền Nam với một chiếc laptop và 3 triệu đồng tiền mặt. Và sau đấy rồi anh đã bắt đầu hành trình của mình trong miền Nam. Đến một thời gian khi mà anh đã hoàn thành được mục tiêu của mình ở trong đó rồi, và mình cũng đến một cái thời kỳ mà mình cần mở rộng thị trường của mình và cần cho mình được nhiều thử thách hơn, thì cùng đợt đấy, cùng thời điểm đó anh được nhận một lời mời từ đài truyền hình. Nên anh thấy rằng khá là phù hợp và đúng thời điểm. Nên anh đã quyết định ra để gặp gỡ mọi người và thử sức mình xem mình có phù hợp hay không. Quả thực là lúc đầu mọi người không biết đâu. Mọi người chưa biết rằng là suýt không được vai cơ. Vì thời điểm ra đang trông khá là xấu xí. Thì anh thích cái gọi là sự khóa thân. Nên anh luôn luôn ở trong tình trạng là lúc nào cũng đang ở một trong nhân vật, một vai diễn. Sẽ khá là hiếm khi mà em thấy anh bình thường được. Có thể lúc này mà phỏng vấn mọi người là mình đang rất là lạnh thanh, rất là kiểm soát mình. Nhưng khi mà bình thường riêng anh ở nhà hoặc là anh đã không có ai ở bên cạnh là bắt đầu anh sẽ cho mình một vai diễn, một nhân vật để anh tìm kiếm và trải nghiệm ngoài đời sống kia thực tế. Thì biết đâu đến một ngày vai diễn nào đó của mình sẽ trở thành kịch bản nhân vật ở đó. Và khi mà cho mình được một quyết định lần này gọi là cho mình quyết định để bắc tiến thì anh đã hoàn toàn sẵn sàng để đương đầu với những thử thách. Vừa nãy em có nghe thấy anh có nhắc tới một từ là từ lời mời, thì không biết anh có thể bật mí đến với quý khán giả của Hộp Đựng Chuyện Báo Thanh Niên về lời mời đó là gì được không ạ? Cũng khá là tình cờ khi mà anh vừa mới kết thúc một phim ở trong miền Nam thì anh có biết mọi người có nhắn anh nói rằng là có một chị ở đài truyền hình đang liên hệ để mời Thanh đóng phim ở ngoài miền Bắc. Thế là sẵn tiện lúc đấy anh cũng đang muốn về quê thăm nhà. Thế anh đã chủ động để anh gọi lại. Anh đã chủ động để anh liên hệ lại với phía sản xuất của bộ phim để anh hỏi thông tin. Thì mọi người cũng khá là vui vẻ vì trước đấy mọi người không liên lạc được. Mà trước đấy thì mọi người chưa liên lạc được. Nhưng sau đấy mình lại chủ động mình gọi lại để mình đặt lịch hẹn. Thì mọi người rất là vui vì anh cho rằng đó là một sự chuyên nghiệp của mình.
Và như đã nói từ trước, để có thể đáp lại được cái tình yêu thương của khán giả này, thì em muốn thay mặt quý khán giả của Hộp Đựng Chuyện, Báo Thanh Niên, gọi là muốn muốn cùng anh tham gia để tạo nên một món quà nho nhỏ để dành tặng cho quý khán giả. Đó chính là trò chơi mang tên là câu hỏi 3 giây. Các câu hỏi bọn em chuẩn bị thì hoàn toàn là những gọi là nói thay tiếng lòng của fan hâm mộ ấy, để có thể gọi là tìm hiểu về những điều mà mọi người luôn tò mò. Vậy thì không biết là anh có sẵn sàng tham gia trò chơi cùng bọn em không ạ? Ok. Ok, vậy thì bây giờ sau đây bọn em đã chuẩn bị tổng cộng là 8 câu hỏi. Và bây giờ trong 3, 2, 1 thì trò chơi sẽ chính thức được bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên của anh như sau: vai diễn anh thích nhất là vai nào? 2. Trong phim Chị Em. Anh thích đóng MV hay đóng phim hơn? Đóng phim, đây là mục đích của anh Nam Tiến. Ok ạ. Bạn diễn nữ anh muốn đóng cặp nhất? Ai cũng muốn đóng cặp. Anh thích Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hơn? Anh nghĩ là Hồ Chí Minh. Điều đầu tiên anh làm trước khi đóng máy? Đi phượt. Bộ môn thể thao anh yêu thích nhất? Chủ yếu là anh chơi thể thao mạo hiểm, nhưng mà anh cũng có theo dõi bóng đá nước nhà. Vận động viên anh yêu thích nhất? Bạn gì à? Cái gì à? Đoàn Văn Hậu. Đó là một cái tên vô cùng sáng giá trong đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và câu hỏi cuối cùng đó chính là bộ phim mới nhất anh vừa xem. Mới nhất mới coi đó là phim là Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Và đó hoàn toàn là một bộ phim nằm trong top yêu thích của khán giả Việt trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ sau khi lên sóng Netflix. Và với những thông tin vừa được bật mí vô cùng thú vị trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, thì em tin rằng là quý vị khán giả chắc chắn sẽ còn dành một cái tình yêu thương vô cùng là to lớn dành cho diễn viên Lãnh Thanh trong tương lai nữa. Và em cũng xin chúc anh là sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp diễn xuất của mình, cũng như là đưa ra được thật nhiều vai diễn này đều đặn hàng năm để khán giả có thể vừa được mãn nhãn và vừa được xem những nội dung vô cùng chất lượng. Còn bây giờ, trước khi kết thúc buổi trò chuyện thì không biết là anh có thể gửi một lời chào đến với quý khán giả của Hộp Đựng Chuyện Báo Thanh Niên không ạ? Lãnh Thanh xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình Hộp Đựng Chuyện của Báo Thanh Niên. Và rất là cảm ơn mọi người bao nhiêu năm qua cũng đã ưu ái, yêu thương, ủng hộ cũng như đón xem tất cả các bộ phim mà Thanh đã tham gia. Và mong rằng trong tương lai Thanh sẽ được gửi tới tất cả mọi người thật nhiều những bộ phim hay và với nội dung ý nghĩa và nhân văn hơn nữa, để không những phục vụ cho đam mê của bản thân mà còn tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác cũng yêu thích diễn xuất và phim ảnh, để mọi người có được một nền tảng cũng như là một cái gương so sánh mọi người làm việc. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.